Sau đây cưng, trái bên trái, ghế bên trái. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nhé. Ồ, nay mặt nạ ngộ vậy. Chào hai bạn, bây giờ mình giới thiệu thông tin về mình trước đi ạ. Dạ, em chào chương trình, chào chị Tường cũng như bạn gái kia. Em là Lê Hùng, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em làm công việc tại Tân Bình và sinh sống bên Hóc Môn chị. Em đang làm công việc gì? Hiện tại em làm bên nhân viên văn phòng bên công ty tài chính. À, mình làm công việc này lâu chưa? Dạ, em mới chuyển sang chị. Quê mình là ở đâu? Dạ, quê em ở Hà Tĩnh nhưng mà em đẻ trong Bình Phước ạ. À, quê Hà Tĩnh. Vậy bây giờ còn ai ngoài Hà Tĩnh không? Dạ, còn họ hàng em. À, rồi gia đình là dạ, ba mẹ vào đây hết rồi. Dạ, dạ. Rồi, thế còn em? Dạ, xin chào chương trình, chào chị Cát Tường và chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh năm 93, hiện sinh sống và làm việc tại huyện Bình Chánh, nghề nghiệp tại giáo viên mầm non. Em là sinh năm nhiêu? Dạ, em 92. 92, là 93, được ha, vừa vặn. Thứ bảy chủ nhật là mình nghỉ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Mình đang ở với ai? Dạ, em ở với ba mẹ, với lại một chị gái và một em gái. À, rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết đá banh, nấu ăn ngon, hát cũng được, với lại em đi phượt. Đá banh, nấu ăn ngon. Dạ, được nấu ăn ngon được những món gì? Dạ, nói chung món lẩu, món chiên, nướng em nấu được hết. Wow, vậy nữa rồi thích đi phượt, đi được những đâu rồi? Dạ, em đi Vũng Tàu, nói chung gần gần trong xung quanh. Đi đông giúp bạn? Dạ đúng, em đi nguyên trong đồng nghiệp trong công ty. Mỗi lần đi vậy là mình chở ăn. Dạ, em chở bạn của em. Đổi tài với nhau. Dạ, dạ đúng rồi. Em có thích đi phượt không? Dạ cũng thích chị. Hai người trao đổi coi, mình rủ nhau sắp tới mình làm chuyến đi phượt ở đâu coi. Ồ, bạn hiện tại ở đâu đó? Em chứ người ta nhờ bạn cái gì đó. Hiện tại em đang đâu đó? Dạ em ở huyện Bình Chánh anh. À, Bình Chánh cũng hơi xa. Em ở đâu? Em bên Hóc Môn. Môn ở Bình Chánh thì đâu xa, trong thành phố mà người ta, trời ơi, qua tỉnh khác người ta còn chưa thấy gì nữa. Dạ, thì nó cũng không sao ấy. Tiếp, rủ đi vụ đi phượt. À, không biết hiện tại là bạn em. À, em hiện tại là không biết là hiện tại làm việc từ thứ mấy đến thứ mấy ta, có tỉnh? Dạ, hiện tại thì em làm việc từ thứ hai tới thứ sáu. Nhưng mà hiện tại thì thứ bảy chủ nhật em cũng có đi học. À, thứ bảy chủ nhật đi học hả? Dạ. Nhưng mà buổi tối có rảnh không em? Dạ buổi tối thì rảnh anh. À vậy. Ừ, khi nào mà tối rảnh thì anh có thể qua chở em đi chơi cũng được ha, đi ăn uống. Dạ. Cà phê. Nếu anh không ngại xa thì vẫn được. Không sao hết. Trời, nói chung tình yêu cỡ nào đi được hết. 30 phút rồi xa. Dạ. Sâu cái gì cũng biết nữa. Thì điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Dạ điểm mạnh của em thì trong công việc thì em rất là năng nổ, trong cuộc sống thì em biết nữ công gia chánh chắc cũng tạm ổn. Hai người. Dạ. Ổn nha. Vui vẻ. Có cái điểm yếu là giống như não cá vàng á chị, hay quên, với lại nhiều lúc em cũng hay nổi nóng, với lại kỹ tính quá người ta nói mình khó khăn á chị. Dạ. Mấy tình trường thì sao, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em quen hai bạn. Bạn thứ nhất thì quen gần năm, bạn thứ hai thì quen mấy tháng chị. Bạn thứ nhất quen năm đó là sao chia tay? Dạ, do bạn hơn em 4-5 tuổi, với lại gia đình bạn nó không chấp nhận. Lý do tại sao gia đình bạn nó không chấp nhận, thấp chấp nhận? Dạ, chuyện gì? Thứ nhất là do em trước đó em đang sinh viên, em đang học chưa có nghề nghiệp ổn định. Thứ hai là em bằng nhà bên kia sợ bạn nữ lớn tuổi hơn em, thì sau này sợ bạn nữ già hơn em á. Nhưng mà em có nghĩ như vậy không? Lúc quen em đã biết người ta lớn hơn em rồi, em vẫn quen. Lúc đầu em quen em tưởng hơn có 1-2 tuổi, nhưng sau mới biết là hơn em 4-5 tuổi. Và bản thân em cũng thấy là nó không ổn. Dạ em thấy bình thường, em cũng chấp nhận thôi, nhưng mà bạn nữ, gia đình bạn nữ không chấp nhận. Em không chia tay nhưng mà bên bạn nữ thì người ta đòi chia tay. Rồi xong luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai sao chia tay? Thì trước em quen bạn mấy tháng, nhưng mà sau đó em chuyển xuống đây em đi học, với lại em làm dưới này, xong rồi xa quá thì không có quen nữa. Trời, xa mặt cách lòng. Dạ đúng. Cái gia đình ngăn cản, cái xa mặt cách lòng, không biết cái này sao đây. Bây giờ lớn rồi, giờ bao nhiêu? Giờ sinh 92, giờ 28 tuổi. 28 tuổi, em nghĩ là bao lâu nữa thì em lập gia đình? Dạ em tầm 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm, em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ chuẩn bị hết. Rồi, nếu như vậy thì lần này cố gắng, nếu muốn lập gia đình rồi thì có khó khăn gì cũng cố gắng. Hai bạn mình chủ yếu là cái tình cảm mình nó vừa đủ, nó chín mùi, nó đủ lớn thì mình sẽ cùng vượt qua, đừng bỏ cuộc nữa nha. Khoảng cách địa lý hay là cha mẹ ngăn cấm gì, nếu mình yêu mình sẽ được vượt qua hết, đồng ý không? Dạ. Thế em tình trường sao? Dạ em nếu tính tình trường tính thức, chính thức á, thì có một mối tình thời sinh viên chị. Lúc đó em đang học cao đẳng mà bạn đó muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà em không muốn tập gia đình sớm nên chia tay. Rồi vậy thôi. Dạ. Còn mối tình nào nữa? Mấy bạn chỉ làm quen thôi chị, chứ không có tính là mối tình. Chỉ tìm hiểu thôi, nhưng mà chắc là do duyên chưa tới. Vậy là cũng chưa có gọi là quen chính thức bạn nào. Chính thức bạn nào. Trời ơi,
bao nhiêu đó, 28 tuổi, 27 tuổi rồi phải không? Dạ. Rồi ở nhà gia đình có ý kiến gì không? Có hối thúc? Dạ có chị, tại vì em cũng chơi chung với hội bạn thân toàn là nữ không, mà các bạn cũng toàn độc thân. Mẹ hỏi chứ, ủa có thích con trai hay là thích con gái? Mẹ đi đồn khắp lớn luôn. Cuối cùng là thích con trai hay thích con gái? Dạ thích con trai chị. Thích con trai? Dạ em con gái thẳng. Chắc không? Dạ chắc chị. Có bao giờ em sao xuyến nhớ một cô bạn gái nào chưa? Dạ không chị. Có không? Không. Ơi, thấy con trai là có rung động không? Nếu thấy đúng ru mình. Trai đẹp thì em sẽ rung động chị. Trai đẹp thì em sẽ rung động chị. Trời ơi, cũng làm tôi hoang mang nha. Áo dài thước tha lắm nha. Được phải không? Dạ được. Rồi, chị. Bên này em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? À, cao hơn em trên 1m6, có nghề nghiệp ổn định. Về tính tình thì phải thật thà. Trong công việc thì phải cần cù, với lại có chí cầu tiến, cũng biết kính trên nhường dưới chị. Thì thấy bên đây là cũng hợp lý đó. Em cao nhiêu? Dạ 1m7. 1m7, tướng tá ngon lành, sáng sủa, công việc ổn định. Được. Thế còn em? Dạ em thì thích bằng nữ tầm 1m55 trở lên. Được. Dạ ngoại hình dễ thương, da trắng tí. Được. Nói chung là vậy được chị. Vậy được thôi. Tóc tai, mặt mày, quần áo, trang phục. Nói chung là tùy bằng nữ. Còn nữ thì theo gu sao thì chấp nhận. Hiện đại chút được không? Dạ được. Dễ tính ha, chỉ cần là cao ráo ha, trắng trẻo xíu là ok đúng không? Dạ. Thì có hình không em? Có hình không? Có hình không? Đâu, đưa chị coi. Để coi tấm nhỏ xíu. Trời ơi, bốn cô gái nhỏ xíu. Kiếm đi em. Ba chàng trai ấy, em chọn chàng trai nào? Thật ra ba chàng trai chứ tôi thấy focus lại có hai chàng à. Ai? Anh đó. Anh đó, đâu anh nào, anh nào, anh nào, anh nào. Tại sao chọn anh đó? Em nghĩ anh bên đây thì đứng kế bạn nữ hơn. Chắc là bạn của bạn này. Còn trong hai anh này thì anh này cao hơn thì... Cũng hay. Em chắc bạn này. Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghe cái khuôn mặt với cái giọng. Nghe cái giọng với cái tiếng mà đoán được luôn ha. Yeah. Nhưng mà cô này cái đuôi tấm hình này ai mà chọn trúng cổ mới lạ. Yeah. Gian lận thiệt tình luôn. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để chúng ta xem sự lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay có đúng hay không quý vị nha. Xin mời hai bạn. Sao, em gái thấy mình đúng không? Dạ hình như đúng. Đúng rồi, còn em trai sao? Em cũng biết hình như đúng hay sao. Đúng là mà đúng. Cổ là cái cô thuốc làm sao này phải không? Em là chút yếu sau này nè phải không? Dạ đúng rồi. Ngoài tay chị. Dạ. Cô đằng sau lưng này chứ gì? Nghĩ sao đưa tấm hình bốn cô mà cổ ngồi tuốt ở đằng sau, cái mặt nhỏ xíu bắt người ta tìm. Trời ơi, ác nhân ghê vậy đó. Dạ. Trước tiên có món quà tặng cho bạn em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà gửi anh. Cảm ơn anh. Rồi. Tại sao mới gặp nhau mà đã tặng người ta trái tim rồi? Có ý nghĩa gì? Tại vì tình yêu nó quan trọng với tim trước. Dạ chân thành trước. Mới gặp là tặng trái tim trước liền. Dạ. Em cảm nhận sao về món quà của anh? Dạ em thích lắm chị. Đó giờ chưa ai tặng gấu bông chị. Tại em men quá phải không? Em bị duyên gái không? Chắc vậy quá chị. Để tính rõ ràng nha. Dạ. Giờ tại sao tặng cái cây này cho bạn trai? Dạ em thì thích nấu ăn. Cái cây này có nhiều tác dụng lắm chị. Làm thịt nướng được chị. Cây giúp... gì vậy? Dạ cây hương thảo. Đấy hả, chị không biết luôn. Dạ. Giúp dễ ngủ, thư giãn đó chị. Dạ. Rồi chăm sóc cái cây cho tốt nha. Bây giờ chị Tường cho hai bạn không gian riêng trò chuyện với nhau ha. Tới giờ ăn trưa rồi, reng reng cho đồ ăn lên. Tường xin mời hai bạn thưởng thức món đuôi bò hầm táo đỏ của nhà hàng Vị Ngon. Nhìn là hấp dẫn quá rồi, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Chúc hai bạn ngon miệng, nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại, mời hai bạn. Dạ, dạ mời anh Dùng. Mời bạn. Mời em. Dạ, mẫu bạn gái của anh có ít như hồi nãy nói thôi đó hả? Còn cái gì nữa không? À, không, nói chung là quan trọng cái tính cách trước là được. Dạ. Trong công việc anh có tiếp xúc nhiều người không? Công việc của anh là tiếp xúc cũng nhiều người. Nhiều khách hàng á, với nhân viên cũng nhiều. Là em làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy, dạ, chủ nhật rồi. Là học liên thông lên sao.
Dạ em học bên chính trị, bên những cái chuyên môn á. Bên chuyên môn á. Dạ đúng rồi. Còn anh làm việc giờ nào vậy anh? Làm việc là giờ cũng giờ hành chính luôn, nhưng mà làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy, còn chiều thứ bảy với chủ nhật nghỉ. Hồi nãy anh nói anh làm việc là ở trong cái chỗ làm này. Anh làm bên tài chính Sinh Hang. Cơ quán anh ở đâu vậy? Quê của anh ở Hà Tĩnh, nhưng mà anh để thì trong Bình Phước. Hồi trước cũng làm công việc trên Bình Phước á, nhưng mà sau ông bà kêu xuống đây học thêm tiếng Anh để đi làm. Cái anh học xong rồi sau đó chuyển sang. Vậy là anh giỏi tiếng Anh hả? Tiếng Anh cũng cơ bản. Em rất là dở môn đó. Dạ. Anh muốn vậy thôi. Dạ. Em có hay đi du lịch hay đi đâu không? Dạ em thích đi du lịch lắm anh. Nhưng mà cũng lúc nào rảnh á thì rủ bạn bè có đi cùng á thì đi. Hoặc là đi cùng với trường. Dạ đúng rồi anh. Anh hay đi du lịch ở đâu? Anh thường trước là đi Mũi Né, Vũng Tàu, Phan Thiết rồi cũng đi. Ba chị em có hay đi du lịch hay gì không? Dạ ba chị em thì lúc nào gia đình đi thì mới đi chung. Còn đa số thì em với chị em thì đi với bạn, hoặc là em đi với cơ quan. Dạ. Anh thích những điểm du lịch nào? Nói chung chỗ nào có biển đi. Thích biển không? Đúng rồi. Nhưng mà đi chủ đi phượt nhiều. Em cũng thích đi phượt lắm mà chưa đi giờ. Đa số là gọi là giống như đi theo tour, hoặc là đi với bạn mình thì cũng dạng dạng như vậy. Em một bạn trai trước đó là chia tay lâu chưa? Dạ năm 2 cao đẳng tới đây cũng lâu rồi anh. Lâu rồi. Mà sao chưa tìm hiểu nó? Dạ cũng có nhiều người giới thiệu, cũng quen nhiều sơ sơ. Tại vì em thì cái tiếp người của em giống như là cũng là dạng truyền thống. Cho nên kỹ tính hơn. Dạ đúng rồi. Quen nếu mà em xác nhận tình cảm của em tiến tới được lâu dài hoặc xa hơn á thì em mới gọi đó là mối quan hệ chính thức. Nhưng mà em thường ví dụ quen một mối tình mới tầm bao nhiêu lâu rồi sẽ kết hôn? Chắc khoảng 1 năm tìm một hiểu năm. Kỹ dạ. Anh cũng vậy, tầm 6 tháng 1 năm. Dạ. Tại vì mẹ cũng nói nay cũng lớn tuổi rồi. Đúng rồi, anh cũng vậy, bố mẹ kêu quá trời luôn, kêu rồi cưới trong năm nay. Dạ, mẹ em cũng sợ em thích nữ chứ không thích nam. Dạ. Mẹ em cũng hối thúc đó nha. Tại do em kỹ tính hơn. Dạ. Tính tình của anh giới thiệu một chút về tính tình của mình. Anh kiểu hòa đồng, vui vẻ. Nói chung là bạn anh nhiều. Tại vì tính cách anh chơi vui vẻ đó, là bạn bè cứ rủ đi chơi suốt. Nói chung bạn bè cũng nhiều. Vậy cũng giống em, bạn cũng nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà anh nữ với nam chơi hết luôn. Còn em nó là chơi nữ nhiều không? Nam. Dạ không? Đúng rồi, nam hạn chế lắm anh. Tại vì trong công việc anh đa số là nữ không mà. Dạ. Việc học hoặc là bây giờ đi làm cũng là toàn tiếp xúc với nữ không. Dạ. Đúng rồi, nên cũng khó quen được. Dạ. Tối không có đi đâu hết đúng không? Tại vì đi làm về cũng trễ lắm anh. Dạ. Hiện tại là anh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn phải không anh? Đúng rồi, hiện tại anh đang sống ở trọ ở thành phố ngay Hóc Môn á, còn làm việc ở bên Tân Bình. Anh ở trọ một mình hay là không, ở với em trai? Hiện tại là em trai. Em trai của anh lớn chưa? Bằng tuổi, sinh đôi luôn. Cũng sinh đôi luôn. Ủa em là nhà có mấy anh chị em? Dạ em còn một chị gái sinh đôi với lại một em đang học vào lớp 11. Là ba chị em luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Em có người sinh đôi thấy bất ngờ luôn. Dạ anh với lại em của anh có dễ phân biệt không? Nói chung là cũng có dễ phân biệt. Thường người ngoài nhìn vô là biết liền. Anh thường mập hơn, còn em của anh ốm hơn. Vậy chắc cũng giống hai chị em của em. Nhưng mà hai chị em có giống? Em thì em thấy không giống. Người quen thì nhiều người nhìn vào không thấy giống đâu anh, nhưng mà nhiều người nhìn vào có giống y chang. Giống y chang. Hello, chị Tường đã chị quay trở lại. Sao, đuổi bò ngon không? Dạ ngon. Ôi, tôi ra ngoài tôi chưa kịp ăn nữa thiệt chứ. Thiệt tình luôn. Nè, ra ngoài mới thấy hôm nay mình đi có gia đình đi theo ủng hộ đúng không? Dạ đúng. Dạ, mời gia đình hai nhà trai gái vào đây. Xin mời các bạn. Dạ, em chào chị. Trời đất. Em chào chị có Tường. Trời đất. Ủa là sao? Hơi giống chút thôi chị. Đây là hai chị em sinh đôi. Dạ. Còn bên đây cũng giống nữa. Dạ đúng rồi. Ủa thì cũng anh em sinh đôi luôn hả? Dạ sinh đôi. Ủa vậy hả? Rồi ai anh ai em? Dạ đây anh. Em anh. Bên đây ai? Đây chị. Em chị. Em chị. Dạ. Em là anh. Dạ đúng rồi. Trời sao nó oan ngược quá vậy. Bây giờ vậy nè, mình chơi chéo luôn đi được không? Coi được không? Rồi mình làm ở đây một cặp luôn. Không, cái này tìm hiểu nó mới tới được. Ừ thì đó, mình lên đây luôn. Đây anh. Dạ. Đây em. Đây chị. Đây em. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng chị. Tên Phượng. Năm nay thôi khỏi dạ. Tuổi bằng tuổi quên nữa. Em tên gì cơ? Dạ em tên Phượng. Trước tiên giờ nhà trai nhà gái hai họ bắt tay nhau làm quen cái đi nè.
Đó, quá trời ơi, thiệt sự luôn nha. Chương trình cũng hay ghê, kiếm được đâu mà tự nhiên một cặp sinh đôi rồi rồi. Cái này em cũng bất ngờ luôn. Tưởng là hai bên hợp nhau lên, cái cuối cùng có bằng nữa là sinh đôi nên em bất ngờ luôn. Nhưng mà em còn độc thân chưa không? Dạ cũng độc thân. Còn có bạn gái chưa? Dạ chưa luôn. Trời ơi, em có bạn gái em chưa? Em cũng độc thân. Trời ơi, thiệt tình. Coi được số tới mình quay cặp này luôn nha. Bây giờ nè, cái chuẩn của hai anh em rồi chọn người á có giống nhau không? Dạ nói chung hai anh em thì sống nhau từ nhỏ giờ, nói chung tính cách với là đi chơi hay gì cũng tương đồng như nhau. Dạ thì nói chung bằng nửa thì nói chung cũng giống nhau vậy thôi, không có đòi hỏi cao gì. Rồi em với bà chị... Em chắc cũng giống của em không vậy đó. Ủa vậy thí tỷ như bữa nay mà hai bạn này bấm nút hẹn hò thì coi như là hai anh em cũng bấm luôn hẹn hò luôn được không? Không, cái đó thì phải để coi sao chị. Tại giống y chang nhau mà, nếu bên đây không thích là coi như không thích, mà hai bạn này thích là có nghĩa hai bạn này cũng thích. Thường thường thì sinh đôi là người ta có tâm linh tương thông, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bên này bị bệnh, em có bệnh không? Cũng sắp có bệnh luôn đó chị. Không, dạ. Giống như đây đau bụng, đây cũng hơi chột dạ đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, đúng không? Có không, nhiều khi bạn trai em quên à, gì anh trai em nhiều khi anh trai em có cái chuyện gì đó trong người nó không vui, nó khóc em cũng buồn vậy. Đúng rồi, cũng có linh tính nhau đó. Đúng rồi, có linh tính thì cho nên bởi vì chị mới nói bữa nay nếu cặp này không hẹn hò là cặp này rất quớt, mà cặp này bấm nút hẹn hò là cặp này vẫn có cơ hội. Vẫn có cơ hội đúng không? Dạ rồi. Thôi bây giờ quay lại cặp chính này nè, dù sao bên đây là giờ mình thôi mình phải theo họ nhà trai cho nó dễ nè. Đây anh thì giờ là buộc lòng là giờ mình là lạ dạ. Anh nha, giờ mình phải theo họ nhà trai. Dạ, đúng rồi chị. Rồi thế bên này là hai bạn nhìn thấy hai anh chị của mình hẹn hò với nhau, nãy giờ tâm sự với nhau, thì em có nhận xét gì về hai anh chị ngày hôm nay? Dạ tại em thấy anh này cũng hiền, tính tình chắc cũng ok, em nghĩ là đã đến chương trình thì cũng nên cho nhau cơ hội. Dạ còn về chị của mình thì em thấy là chết cha, em của mình hả? Ủa nó chị hay nó em? Nó em. Dạ. Rồi em có tật xấu gì không? Có cái gì đặc biệt hả? Thì cũng bình thường à chị, tại vì tính cũng giống nhau đó chị, cho nên là thấy bình thường. Nói em xấu là nó cũng xấu á chị. À cho nên đâu dám không dám nhận xét về bản thân. Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ nay nói một câu với đứa em trước khi nó đưa ra quyết định nè, nói một câu một với em đi. Nghĩ là cũng nên bấm nút đi để cho nhau cơ hội. Bấm đi cho tao cơ hội với. Đúng rồi. Rồi em hôm nay nhận xét hai anh chị mình đúng rồi, hai anh chị như thế nào? Dạ thì em ở ngồi dưới ghế thì em thấy chị nữ bên này thì nhìn xinh gái với lại cách ngoại giao thì tốt, bắt chuyện tốt với lại nói chung cũng vui vẻ trong trong hòa đồng mọi người. Thì em nghĩ là nếu mà anh chị mà cảm thấy mà hợp với nhau thì có thể bấm nút cho nhau cơ hội. Nói một câu với anh mình đi. Cha, nếu mà cảm thấy mà chị gái mà có gọi là cùng nhịp tiếng mình á thì mình có thể mình cho cơ hội nhau để tìm hiểu, nếu mà được thì có thể tiến tới hôn nhân cũng được. Rồi cảm ơn hai em rất nhiều, chúng ta về vị trí để chờ xem hôm nay chúng ta có cơ hội gì với nhau. Dạ. Không nha. Trời ơi, chắc tôi mai mối cái câu chuyện bốn người này tôi cũng bị loạn não luôn đó quý vị ạ. Đâu mà lạ lùng, một cặp sinh đôi gặp một cặp sinh đôi. Nhưng mà phải chi nó thuận đi, anh với chị, em với em này, anh thì với em, em thì với chị. Thôi mệt nha, không sao, rất là vui. Đó là ý kiến người thân. Rồi bây giờ mình bóc vài lá thăm ha, vài lá bài có những cái nội dung chương trình yêu cầu mình thực hiện cho nó vui. Đọc lớn lên chị nghe coi. Dạ. Hai người đang quen nhau và một ngày hai bạn có xích mích. Lướt Facebook bạn thấy bạn gái mình đăng hình của cô ấy với người cũ lên, bạn sẽ làm gì? Đang yêu nhau còn giận nhau, lướt Facebook thấy bạn gái đăng hình với người yêu cũ, em sẽ làm gì? Dạ nhiều khi người ta xem lại lướt về kỷ niệm cũ á, người ta xem lại thôi, em thấy cũng không có nhất thiết chứ không có ghen lồng lộn gì hết. Dạ đúng rồi, lúc đó mình phân tích có nghĩa là em vẫn tin tưởng người em yêu. Dạ đúng rồi, nhiều khi nói chung là nhiều khi lỡ bạn đó là bạn thân á, nhiều khi thân nhau giờ quen lại cũng là bạn thôi chứ không phải là yêu. Với lại cũng có thể nhiều khi chọc tức mình nữa. Dạ đúng. Nhiều khi đang giận, đang xích mích mà. Dạ. Rồi cô bực bội, cô chọc tức mình thôi. Dạ. Cô vẫn yêu thương mình đúng không? Dạ. Một người đàn ông có những cái nhìn rất là lương thiện. Còn em, học lớn lên coi nè. Bạn trai hãy chọn một trong ba hành động sau đây để làm cho bạn gái: thơm lên má, cõng bạn gái ba vòng, ôm bạn gái lãng mạn. Qua hội ý đi, rồi mình lựa chọn một trong ba cái đó, hai bạn đồng thuận rồi chúng ta thực hiện. Bước qua bên đây, đi hướng trong luôn.
Vô nghiên cứu kỹ đề bài đi rồi bàn luận. À, cái này giờ. Đứng lên em gái, hai bạn cùng làm với nhau mà phải bàn với nhau chứ. Đứng lên coi mình xứng đôi không nè. Trời ơi, chiều cao hợp lý nha. Bàn lớn lớn tôi nghe với coi. Cái này chắc anh nghĩ là xin phép ôm bạn gái lãng mạn. Ôm bạn gái lãng mạn mà phải lãng mạn nha. Rồi, đưa cái lá bài này cho tôi. Titanic là lãng mạn vậy đó chị. Tôi không biết, ôm nhau sao được. 30 giây lãng mạn. Hình như lãng mạn phải có tựa đầu vô nhau. Trời ơi đẹp quá, ở dưới mấy hai em chụp tấm hình cho anh chị coi hai đứa. Trời ơi, gục đầu vô nhau đi hai em. Đó, lãng mạn chưa kìa. Có hình chưa? Có hình chưa? Rồi, tuyệt vời, cảm ơn hai bạn về vị trí. Đó là gì? Đó là chương trình muốn tạo cơ hội cho mình thôi. Nãy giờ mình trò chuyện rồi, nhưng mình có một chút xíu va chạm để coi có rung động hay không. Tại vì sao? Trước khi chúng tôi đưa ra cái quyết định bấm nút, chúng ta không đùa giỡn. Vì đây là cái quyết định rất là quan trọng trước sự chứng kiến của người thân, gia đình, bạn bè và tất cả khán giả khắp mọi miền đất nước. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để một quan hệ nghiêm túc có thể tiến tới hôn nhân. Không cảm thấy rung động, chúng ta không cần bấm nút. Mà hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý nhẹ nhàng lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Vui quá, mời em qua đây. Mời em qua đây. Mời cặp đôi này qua đây giùm chị. Hai bạn qua đây. Trời ơi. Mời bạn thân em lên. Hay quá. Vên, hai cặp đôi. Rồi đây là ai đây? Dạ, bạn thân em, đồng nghiệp. Đồng nghiệp hả? Hai cặp đôi vô đây. Đây, đứng đây giùm cho chị. Đứng đây giùm cho chị. Nha, dưới sự chứng kiến. Bạn đồng nghiệp qua đây đứng với tôi cho nó màu đen một cặp luôn là 3 cặp. Rồi, 3 cặp nha. Đó. Kính thưa quý vị, dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ, bạn bè gần xa, hôm nay bà Mai của tôi đã mai mối được tới 2 cặp đôi lận quý vị. Nhưng cặp đôi chính, hãy thực hiện thủ tục của mình, nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dễ thương quá. Cặp đôi này chừng nào mới bấm nút, chừng nào hôn nhau. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hy vọng rằng sắp tới hai em sẽ ngồi vào chiếc ghế của anh chị để được trò chuyện, ăn trưa và tìm hiểu nhau nhé. Ngày hôm nay vui đúng không em? Quá vui luôn. Tôi làm Mai có 2 người mà cuối cùng kết quả có thể có được 4 người. Dạ, đây. Lê Quang Anh Tuấn hả? Dạ. Anh Tuấn hay là cái gì? Dạ, tên em là Lê Quang Anh Tuấn. Rồi, sinh năm 90, đang làm nghề tóc, là cụ thể là dạ. Mình có tiệm hay mình làm cho người ta? Dạ. Mình làm, mình có tiệm hay là mình làm cho ai? Dạ chị, cái tiệm của em mở ở Sài Gòn luôn á chị. À, là có tiệm mở ở Sài Gòn, tên gì? Dạ tiệm cũng tên Tuấn luôn chị. À rồi, mình là chuyên về tóc nam hay sao? Dạ nói em chuyên cả nam lẫn nữ luôn chị. Ừ, tóc nam nữ luôn. Rồi quê mình là ở đâu Tuấn? Dạ quê em ở Vũng Tàu chị ơi. Rồi ok, bây giờ mình nói một xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu nè, rồi sở thích, tài lẻ của mình như thế nào ha? Dạ, cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Còn cái điểm yếu của em là không biết ăn nhậu thôi chị. Ừ, không biết ăn nhậu. Còn em thích là em thích giống như cái việc mình làm, giống như cái gì nói chung mà mình thấy được là mình thích hết chị. Ừ. Rồi mình có ca hát thể thao này kia đồ không? Ôi em hát hay lắm. Rồi hát thử một đoạn luôn đi. Hát thử một đoạn luôn. Hát thử một đoạn luôn hả? Đúng rồi, trời ơi, thể hiện luôn nha. Trời ơi, giờ mình hát đây nó quê quê sao chị ơi? Không sao, mình tự tin lên, trời ơi có gì đâu. Phải làm sao em hiểu, anh giờ đây hết yêu. Rồi một đoạn thôi chị ơi, em thuộc một đoạn thôi. Trời ơi, có một câu à, ngắn quá. Nói chung là hát cũng được đó. Thì cố gắng nếu mà được chọn á, thì chuẩn bị bài hát gì đó lên để tặng cho bạn gái ha. Rồi. Em hát hay lắm mà, giống như một cái bài nào mà em chọn lên em hát em tặng cho bạn gái là bạn gái em thích em liền. Trời, tự tin vậy luôn á hả? Rồi trước giờ là mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ mà lúc nhỏ đến lớn giờ là chỉ có đi thương thầm thôi chị ơi, tại vì cái
Em nhát gái lắm, chị thấy em nói chuyện vậy em còn run mà. Là không có quen ai mà chính thức hết hả? Dạ không chị ơi, giống như mình thích người ta là mình thích thầm vậy đó. Lúc mà mình sợ ra, mình bộc lộ ra là mình sợ cái người ta biết cái là người ta hết thích mình luôn á. Nên em sợ. Là hồi giờ thích người ta mà không có ai bày tỏ ra luôn. Trời ơi sợ lắm chị ơi, thà mà mình nói ra mà nói chung mà được á thì mình cũng tiến đến, mà nói ra sợ không là mình mất đi cái tình tình bạn đẹp luôn á chị. Rồi vậy thì là hồi giờ biết cảm giác nắm tay hay hôn bạn gái chưa? Cái đó chưa Chưa luôn, trời ơi, còn trong qua trắng mười trên nguyên mấy đó cô hả? thu rồi á là em biết được cái cảm giác là nắm tay một người con gái luôn á chị, huống gì mà hôn nữa. Trời ơi, mình cắt tóc vậy rồi tóc nữ rồi mấy cô gái tới làm cũng nhiều, chẳng lẽ không tán được ai? Không chị ơi, giống như mình làm mình tập trung vào việc thôi, còn những cái vấn đề mà liên quan đến tình cảm đó thì nói chung là chị biết sao không, là em dẹp qua một bên. Hello chị ơi. Vậy 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 là mình có tắt không? Ok, sorry chị bị rớt mạng. Rồi, bây giờ Tuấn nói luôn, chia sẻ về cái hình mẫu em mong muốn đi. Về ngoại hình, tính cách, tuổi tác, vùng miền của mình luôn nha. Chị ơi, nói chung giờ em á, một người con gái mà nói chung là vui vẻ, nhiệt tình là được rồi. Còn cái hình mẫu của người con gái thì mình đâu có quyền để mình chọn, mình lựa đâu chơi cho chị. Thì bây giờ mình phải nói yêu cầu ra, chương trình mới tìm cho mình được nè. Về tuổi tác, bạn gái thích làm sao? Nói chung là vui vẻ nhiệt tình à, rồi thêm biết nấu ăn thôi chứ em không biết nấu ăn. Rồi biết nấu ăn rồi, ví dụ như bạn gái tuổi tác vùng miền ở đâu thì được. Vùng miền ở đâu cũng được chị ơi, miễn sao mà có bạn gái là được rồi chứ ế quá lâu rồi chị. Ế quá lâu rồi, tuổi tác bằng mình hay nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn? Nhỏ hơn chị ơi chứ lớn hơn, con gái mau già lắm. Thích nhỏ tuổi hơn đúng không? Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này hay có điểm gì không thích ở bạn gái không? Dạ không, giờ giống như mình việc làm thì mình cũng có rồi, giờ mình cũng ổn định, cũng ở Sài Gòn rồi, nên giờ nói chung là mình làm mình nuôi vẫn được chị. Rồi ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi, nếu mà mình được chọn thì sẽ có một cái vòng 2 nữa, mình sẽ trao đổi kỹ thêm với biên tập ha. Và có cái người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho mình để mình tham gia, mình ghi hình gặp bạn gái nha. Nhìn em xấu vậy chắc rớt rồi thiệt luôn á, từ nhỏ tới lớn giờ ai cũng chê Trời ơi, xấu. phải tự tin lên. Tuấn là mình cao nhiêu, nặng bao nhiêu ký? Dạ em cao 1m76, nặng 75 kg. Nặng 75 kg. Rồi ok, ngoại hình ok mà. Tưởng ta ngoài là nhìn vô nó ngầu lắm mà không biết sao người ta ghét mình cái ngầu hay là ghét mình cái xấu mà đến giờ chưa có bộ. Nói chung là nhìn vô là thấy ngầu phải không, người ta sợ đó. Lên Nhìn phải vô cười nhiều đồ, lên gặp bạn gái phải cười nhiều, hát đồ này kia chuẩn bị. Rồi có ok. chị biết sao không? Cái tính đam nó vui lắm, vui vẻ lắm, hòa đồng nhiệt tình lắm. Rồi Và ok, cảm ơn Tuấn ha, cái buổi cát của mình. quê quán ở Đà Nẵng, hiện bây giờ đang đang sinh sống và công tác tại biên hòa Đồng Nai. Tên Đào là Lê như gì Văn vậy? Đoán, Đào Duy Hường. Đào Duy Hường hả? Dạ, Đào Duy Hường, quê quán ở Đà Nẵng, hiện bây giờ đang công tác ở biên hòa Đồng Nai, em bán đồ ăn vặt. Bán đồ ăn vặt cụ thể là mình bán ở đâu anh? À, có bán ở trên Sài Gòn, bán ở núi là núi trong đây cũng là mình đi bán cũng khắp nơi ở Sài Gòn, hầu hết cũng đi hết. Bán đồ ăn vặt cụ thể là món gì anh? À, và trứng nướng, bắp xào, với lại chả cá viên chiên. Coi như là mình có cái xe đúng không? Đúng rồi, mình có một chiếc xe để đi bán. Coi như là bán ở khu vực Sài Gòn, Đồng Nai đồ này kia luôn. Rồi anh bán vậy thì thường cái thu nhập của mình thì như thế nào anh? Thì nếu trong có hôm thì cũng tùy theo bữa, có hôm thì được 4-5 triệu, còn có hôm thì được qua 4 triệu, nhưng mà trung bình thì mỗi một hôm thì
cả 3 triệu đến lại 3 triệu rưỡi. Là ngày á hả? Đúng rồi. Trời ơi bán cũng được quá ha. Thì ví dụ như tính thứ bảy với chủ nhật thì mình bán cũng được ở là 5 triệu đến 6 triệu. Ừ. Anh là sinh năm bao nhiêu? Là anh sinh năm 1981, ngày 20 rồi. Tháng 1 năm 1981. Rồi, ok. Coi như là bây giờ là cái kinh tế của mình buôn bán này kia nó cũng ổn định rồi ha. Đúng rồi. Dạ rồi, ok. Bây giờ anh nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Thì nói chung cái điểm mạnh của mình thì coi như là biết là sống tự lập, tự do. Mình biết tự quản lý và mình biết tự làm, có cái gì mình cũng làm được hết. Còn cái điểm yếu thì nói chung cái thời gian thì mình đi bán đêm thì nó cũng không có được cái thời, mình không có được cái thời gian để đi tìm những bọn gái. Thì làm cho đến bây giờ thì mình cũng chưa tìm được bọn nào để vừa ấy, và cũng chưa có cô nào để mà họ chịu nói chuyện với lại mình. Ừ. Nhưng mà trước giờ là anh đã từng lập gia đình chưa? Giờ đã chưa. Về là cũng nói thiệt với lại chương, cũng nói thiệt với lại chương tình rằng là mình là mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ. Mình đang mình học trước là đang ở trong trại trẻ mồ côi của thành phố Đà Nẵng. Ừ. Nên là mình bỏ mình đi bộ ở trong này từ đầu năm là mình mới có 15 tuổi. Ừ. Rồi bây giờ là mình đang tự sống và tự lập một mình. À, vậy đó hả? Là ba mẹ mình mất hay là mình cũng không biết ba mẹ luôn? Thì nói chung mình cũng không biết ba mẹ mình luôn. Vậy là từ nhỏ là khi mà người ta sống ở trong trại trẻ à? Ừ. Đúng rồi. Ừ. Rồi nói chung là hoàn cảnh của mình cũng đặc biệt ha. Rồi nhưng mà anh ví dụ anh buôn bán gì đó cũng gặp nhiều người mà chẳng lẽ không ai phù hợp với mình hả? Thì nói chung mình cũng có gặp nhiều người, nhưng mà khi họ quý ra thì mình cũng có thiệt về cái hoàn cảnh của mình là như thế. Vì mình không có cho mẹ thì người ta họ lại kêu là họ cần một cái bữa ăn gia đình nào cho phở cá cho phở cá mẹ. Với hơn nữa thì họ thấy mình đi buôn bán một cái nghề như thế thì họ nghĩ là chắc sau này mình có nuôi nổi được họ không. Ừ. Thì họ thấy như thế nên họ không, nên là họ không chấp nhận đâu. À. Từ đó tới giờ là mình cũng mặc cổ, mình cứ dùi đào vào trong cái công, mình cứ vùi đào vào trong cái công việc biết. Ừ. Cứ đi bán hàng ngày, mình cứ đi hùa thôi, không là nói chung không có một ngày nào nghỉ ấy. À, có như nay là mấy giờ anh đi bán? Thì nói chung tầm đó cỡ 4 giờ là đi bán. Cho biết tới cỡ 1-2 giờ đêm mình mới về. Bán 4 giờ chiều tới 1-2 giờ đêm. Coi như là nay là bán ở dưới Đồng Nai hay Sài Gòn? À, cái nay mà nếu mà đi bán là đi bán tại Sài Gòn. Nhưng mà bữa nay là nghỉ vì là ở bên chương trình hàng hò nay thì phải nghỉ để ở nhà. Chứ còn mà đi bán thì nó không kịp. Có cái thời gian xóm mình làm hàng nữa. Xóm mình làm hàng ra thì ví dụ... Trời ơi, nhưng mà hôm nay chỉ là cái buổi cáp nhanh thôi mà. Thì đúng rồi, thì cái buổi cáp nhanh, nhưng mà ví dụ trừ mình làm hòn ra thì mình cáp nhanh, ví dụ như tăng cái thời gian mình cũng không biết là bao nhiêu lao hết. Nên là trời ơi, rất là nghiêm túc luôn. Rồi ok, bây giờ anh nói một xíu về hình mẫu bạn gái anh mong muốn đi. Thì nói chung là mình cũng mong muốn rằng là tìm một người để biết đồng cảm và chia sẻ là cái thứ nhất, cái thứ hai nên là biết quan tâm về gia đình, cái thứ ba là biết yêu thương chồng con sau này thôi. Thì nói chung đẹp gạt xấu thì chuyện đó thì mình không có quan trọng. Ví dụ chỉ có chồng rồi cũng được mà giờ chị họ chưa có chồng cũng được. Đối với mình thì chuyện đó là không có quan trọng. Rồi anh còn cái yêu cầu gì đặc biệt nữa cô này nữa không? Thì nói chung mình chỉ cần cái là họ chỉ cần biết thông cảm và chia sẻ cho mình trong những lúc có cái công việc mệt nhọc như đã như thế là đủ rồi. Hơn nữa là mình cũng muốn họ thật lòng đối với mình. Dạ rồi, nói chung bây giờ anh chỉ cần cái người nào mà hiểu được cái hoàn cảnh của mình, là thương mình thật lòng với mình đồ này kia ha. Đúng rồi. Dạ rồi, anh còn yêu cầu gì nữa không, hay anh có không thích điểm gì ở người phụ nữ không? Thì nói chung thì mình cũng không thích về là những cái ví dụ như là về và ăn chơi xa đọa hoặc là không biết lo cho chồng con, thì cái đó thì nói chung cũng không thích. Ăn chơi xa đọa. Dạ rồi, ok. Ủa rồi ví dụ như nay cát xong đi, buổi chiều nay rồi chiều nay anh làm gì, anh chuẩn bị hàng cho ngày mai hả?
Đúng rồi, chiều nay thầy chuẩn bị hàng cho ngày mai để ngày mai đi bán. À rồi, ok. Nói chung là hôm nay chỉ là cái vòng đầu tiên thôi. Còn những cái vòng sau thì là sẽ có biên tập là việc thêm với anh, cũng như là có người phù hợp á. Thì chương trình sẽ hẹn anh để lên ghi hình trực tiếp luôn, gặp anh Quyền Linh nè, chị Ngọc Lan đồ ha, và gặp bạn gái luôn. Là Dạ thì rồi, nói ok, cảm chung ơn giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. em xin chào chương trình ạ. Em tên là Dương Minh Quân, năm Dương nay Minh là Quân hả? Dương Dương Minh Quân, Rồi. sinh năm 1984, Rồi. nguyên quán là tỉnh Hậu Giang, huyện Vị Thủy. Công việc của em là làm bên xây dựng, Xây dựng mà mình cụ thể là mình làm cái gì? thầu xây dựng chị. À, thầu luôn, là mình làm ở dưới khu vực Hậu Giang hả hay làm ở đâu? Dạ làm khu vực ở Hậu Giang, cũng như em đi lãnh nhà tư đồ, em làm nhà tư đồ đó, nhà nông thôn Rồi. á. Dạ Rồi. Ok, bây giờ anh Quân nói một xíu về những cái tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh. dạ điểm mạnh của em là làm việc năng động, còn điểm yếu thì hay xúc động. Nói chung là nhiều cái chuyện mà nó hơi buồn, cái kiềm chế không được thì hay xúc động. Rồi, còn gì nữa không? Hay giúp đỡ người khác, hay cho người ta mượn tiền khi người ta không trả. Trời ơi, hồi giờ cho mượn nhiều không? Thì nói chung thì làm rồi lính nó mượn, nó hỏi mượn đồ này kia đó. Thí dụ tiền của mình đó thì mình thiếu người ta, thì bây giờ mình làm thầu mà thiếu lính thì thiếu không được, mà còn lính nó thiếu mình thì nó Nó xù nó không nói chung trả. nó sầu, nó không trả hết. Trời ơi. Rồi, nhưng mà trước giờ là anh Quân là đã từng lập gia đình gì chưa? Dạ em đã lập gia đình, em được hai đứa con, mà em chia tay năm nay nữa, cũng là được 4 năm mà chị. Chia tay được 4 năm rồi. Rồi hồi đó làm sao, ở với nhau bao lâu, con bao nhiêu tuổi mà làm sao chia tay? Em đứa gái lớn em là được 13 tuổi rồi, còn đứa nhỏ thì được 4 tuổi rưỡi. Thì em cũng mê mãi mãi mê công việc làm á, rồi không chăm sóc được cho cái gia đình mình nó, rồi cái đồ vợ mình nó ở nhà nó có bạn mình không hay. Sau sanh thằng nhỏ sau mới có 6 tháng rồi nó bỏ cho em nuôi nó đi, rồi mình cũng không hay, thì biết là đi với người ta thì mới chia tay. Là mình anh nuôi hai đứa con đó hả? Dạ Trời ơi, là bỏ đi 4 năm nay rồi có liên lạc gì về không? à, lúc mới đi thì cũng có gọi về, mà có khoảng chừng 3 năm trở lại đây thì không có gọi gì. Rồi mình một mình nuôi con thì có ai giúp mình không hay sao? Dạ không chị, nói chung thì cũng đi làm rồi gành gánh gánh hai đứa con này nuôi, thì đứa lớn nó đi học thì nó tự đi về được rồi, còn đứa nhỏ thì em gửi bán chú, rồi chiều sắp xếp thời gian thì về đứa con. Rồi, vậy thì bây giờ anh mong muốn tìm một cái người như thế nào ha? Thì em thì cũng có gia đình hai đứa con, thì em cũng muốn người nào chung hoàn cảnh như em á, về để mà mình chia sẻ với nhau những trong cái cuộc sống, để mà nửa một nửa của mình để còn đợi. Rồi, tuổi tác, vùng miền của người này thì ở đâu được anh? Thì nói chung thì em thì không có quan trọng ở xa hay gần, yêu cầu mà cưới về thì nhà em thì đã có nhà riêng rồi, người cưới về thì ở đây rồi, thì mình lâu lâu thì về quê đồ thăm quê thì cũng sắp xếp được công việc đó chị, để ổn định thì thôi. Rồi, tuổi tác vùng miền của người ta thì sao? Tuổi Tuổi tác. thì em năm nay thì cũng 40, thì em cũng tìm từ 40 tới 30 thôi, để cho nó Bạn. dạt trên công việc, để trong một cái gia đình đó chị. Rồi, ok, còn yêu cầu gì nữa không anh? À, cũng không có cần yêu cầu gì, chỉ biết làm ăn chăm sóc gia đình là được rồi. Dạ rồi, ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi ha. Thì có gì vào vòng 2 thì sẽ có biên tập trao đổi thêm thông tin cụ thể với anh nữa nha.
Dạ. Rồi, ok, cảm ơn anh Quân. Mình cắt xong rồi nha. Rồi, em cảm ơn các anh chị ạ. Dạ. Mời mình giới thiệu lại họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình anh nha. Nói luôn hả? Dạ đúng rồi. À, dạ. Vâng. Em tên là Lê Thế An, sinh năm 1957. Công việc mình là gì? À, lái xe chị ơi. Mình lái xe gì ha? Xe tải, xe 4 chỗ hay xe gì? Xe con. Xe con cho ai ạ? À? Cho công ty hay sao ạ? À? Mình mô tả công việc mình một chút ạ. À, xe dịch vụ mà. Ừ, là xe nhà mình hả? Và xe hợp đồng mà, xe chạy cho cái doanh nghiệp tư nhân mà. Ừ. Và... rồi mình bây giờ mình đang ở đâu? Quê mình ở đâu ạ? À? Quê ở quán gốc ở Nam Định. Gốc Nam Định. À... rồi bây giờ mình đang sống ở đâu ạ? À? Sống như nhà ông bà thì sống với bố mẹ đang ở tỉnh Đồng Nai. Ừ. À... vậy mình có đạo không? Dạ không chị ơi. Rồi mình dạ. Nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha Thế Anh. Điểm mạnh đó hả? Điểm mạnh thì nói về sở thích đi thì sao? Đúng rồi, mình nói đi chứ, nói đi để coi mình sao tụi tôi mới kiếm người ghép được. À vậy hả? Thì cũng chả biết được duyên tình duyên. Bây giờ thì chính xác đường tình duyên thì từ xưa giờ thì cũng bố mẹ thì cũng có giới thiệu một hai người, nhưng mà duyên không hợp tới với nhau được đó. Cả quen chưa quen được ai. Ừ. Vâng. Rồi mình có giỏi gì không? Tật xấu mình là gì? Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Không, sợ không. Đây thì không hút thuốc, không nhậu. Nhậu nhẹt nhé. Sợ bạc cũng không. Ủa mình lái xe mà mình không có hút thuốc hả ta? Thường thấy hay hút thuốc lắm. Không vậy. Lái xe thì ngày xưa lái thực ra thì mình có công việc chính là lái, nó kiểu là mình thích vậy thôi chứ thực ra cái nghề chính mình không phải là như vậy. Ừ, nghề chính mình là cái gì? Ngày xưa học cao đẳng ra thì nghề chính là chuyên về xe hơi cơ. Ừ, chưa sửa giống như cơ khí ô tô vậy đó phải không? À, đúng rồi, ngày xưa đi sửa nhiều chứ còn lái xe thì lái kinh nghiệm cũng gần chục năm thôi. Ừ. Rồi vậy bây giờ mình làm công việc chính là công việc lái xe. Vâng, rồi thì à. Chứ mình cái ngày xưa cái theo cái nghề kia thì nó không bỏ nên thôi không theo nữa thôi, nếu mà làm tất nghiệp thì cứ chỗ nào thiếu làm đấy thôi. Ừ. Rồi ok, bây giờ đường tình duyên mình thì sao, mình được mấy sao chia tay? Chứ nói chung chứ gọi là biết thì thôi chứ còn chưa, từ xưa giờ chứ rung động ai chị ơi. Sao vậy? Sao mà không rung động người với các cô gái hay sao? Thì cũng chưa rung động với một cô nào hết. Trời ơi, rồi có rung động với anh nào không? Không, mình là chín chắn làm gì có. Không có. Chín chắn mà đi là lan bạc rồi bao nhiêu như thế mà không có cô nào làm cho mình thích, mình cua hết hả? Đi lan bạc sự hồ, đi khắp các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Bình Phước, Bình Dương, khắp các tỉnh chỗ nào cũng có mặt hết rồi. Ừ. Nào cũng... thì đó mà không có cô nào làm cho mình rung động để mình cua cổ hả? Chưa học chưa cảm thấy là trời ơi, bởi vậy vậy bây giờ muốn tìm một cô gái như thế nào? Thì cái tầm tìm cô khoảng thua nhau tầm thích là cô quen tầm cô như muốn tìm hiểu như trước đó, thì cô 28 tuổi 29 tuổi chứ, và nhiều cô đều thích không tuổi này nữa mà chê mình không ạ? À? Là chê mình cái gì? Chê mình điểm nào? Nhiều điểm, chê về xấu, về già, tuổi tác già, không hợp. Ai kêu mình quen mấy cô trẻ quá anh chị? Tầm đấy thôi, mấy tuổi đâu có trẻ đâu. Vậy là vừa chỉ quen cô khoảng có 23, 24 gì đó thì cũng gọi là trẻ quá chứ còn... chứ còn tầm 9 tuổi thì bây giờ thua nhau có 6, 7 tuổi, 7 tuổi thì mình chơi mình đổi. Thì đó, vậy là mình đủ hiểu rồi đó. Cho nên mình lấy mấy cái cô mà bằng tuổi đi, hoặc là hơn mình 1, 2 tuổi đi, người ta không có chê mình. Mình cái mình ngược lại, mình chê người ta, có không? Không, cái tuổi mà thua nhau thì mình nhiều khi
thì cũng có ngoài thì ở ngoài thì nhiều á, mình cũng có tìm tờ mình cũng ý định tìm hiểu thì tìm hiểu thì cái theo cái sở thích của mình như nhận cái cô xong nó thích mình không, nhưng mà người ta nó cũng mình cháu thích mình học thêm Ừ. mình. Rồi ok, vậy bây giờ mình thích một mẫu như thế nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán, mình chia sẻ cụ thể ra đi. Cũng chả tả sao được vì nó nhiều, có thể nhiều ấy quá thì sao biết chọn được sao được. Trời đất ơi, bây giờ mình tham gia chương trình là mình kiếm người yêu nghiêm túc nha, hay là mình Không đăng ký chơi cho vui? không nghiêm túc, cái tuổi này thì nghiêm túc thì chỉ 38 7 giờ Thì này đó, cho nên bây giờ tụi tôi cũng nghiêm túc thì phải đưa ra cái tiêu chí rõ ràng, chứ còn mình đưa ra chung chung sao tụi tôi biết ghép. Tại tụi này chỉ dựa trên cái hồ sơ của mấy bạn thôi. Ví dụ bây à. giờ anh cao bao nhiêu, anh muốn bạn gái cao bao nhiêu, rồi cô đó quê quán ở đâu, được ở Hà Nội được không? Mình phải đưa ra một cái quy chuẩn của mình. Đó. Ừ. Ha. Rồi mình cao bao nhiêu nè, mình thích bạn gái cao bao nhiêu nè. Năm mình thì cao 1m77 thì cô Ồ. bạn gái tầm 1m55 60 được rồi, cần thì cao Rồi. Rồi tuổi tác làm sao? rồi thì cứ tầm thì Bằng tuổi được không? bằng tuổi hả? Bằng tuổi thì chưa quen, có quen nhưng mà mình cũng không có hợp, thua nhau Chung mấy mình tuổi. không thích hay sao thì cái đó tùy, còn yếu tố khác nữa. Đúng Bằng rồi, tuổi được không, hay là mình chỉ thích những cô trẻ thôi, ví dụ những cô trẻ mới làm mình cảm thấy hứng cái thú. sở thích của Đó. mình thích cái quen của cô là khoảng 29 tuổi thôi mà tìm À. hiểu. Đúng, sở thích của mình như Ok. Nói chung là vậy. tầm tuổi đó ha. Đúng Rồi cô đó cổ ly dị được ui mình trai tân mà kiếm mới về bố mẹ sao chịu. Chưa. không? Rồi. Bố mẹ vì khổ lớn là nhà bố mẹ là có hai chị hai đứa em gái xong lấy chồng ấy hết rồi, còn mỗi mình con trai độc nhất trong nhà thì cái trưởng. Ừ. Thì hai em gái nó không có làm ai cho mình ai hết hả? Em bạn bè rồi của em gái rồi đâu? Em gái thì nó đi làm suốt thì nó đi giao du ngoài chứ nó có chồng nó ở riêng hết này, nó cũng đâu có để ý đến anh hai làm gì đâu chị, anh hai thì tự kia Trời lo. ơi. Anh em mà nói chuyện vậy đó, hay nó biết ông anh nó khó chịu quá đi nên nó không dám làm ai. Cũng không hẳn như Có vậy, mỗi người một ông tính ở một nhà có khó chịu lắm không? Có tính khó gì trong nhà không? không, mình đâu có như vậy, đâu có gia trưởng đâu mà mình bố Ok. mỗi người Ừ. phát triển tương lai chứ. Ok, rồi. Vậy thì còn cái điểm mình không thích ở bạn gái là gì? Không thích dạng như dạng đi ăn, dạng là vui chơi ăn chơi nhiều quá, son phấn nhiều quá. Ừ. Học thì có ấy cần học cái cao đẳng được rồi, không cần đi đại học đâu. Ờ. Ok, khỏi học luôn được không? Học xong quan trọng là cái đối xử tử tế thôi, quan trọng đối về mình quen quen cái đối xử nhau với nhau như thế nào thôi, còn quan trọng lúc đấy. Ừ, ok. Rồi, Wow. mình có ca hát gì được không? Em à, không món nó chịu rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà sao nhìn là mình ở bên ngoài mình có nói chuyện nhiều không? Hay là cái cách nói chuyện mình bên ngoài cũng vậy luôn hay sao? Mình thì cũng bình thường, mình nói chuyện với người lớn mình nói chuyện cũng bình thường, có gì đâu, còn chắc kiểu vẻ nói chuyện của mình con gái ngoài nó thích đi sao Vậy hả? Nó có á. đứa nào nó góp ý cho mình không? Từ xưa tới giờ. Có chứ, bạn bè góp ý nhiều chứ, Góp ý làm sao? Nói thử để coi cái đúng không? thì góp ý là chỉnh sửa, nói con gái theo cái kiểu học con gái nó khác vì tốt cái vẻ bề ngoài đi, chứ nó đấy là con gái nó sẽ nhìn bề ngoài nó sẽ thích cái đó, nhưng mà điều kiện chưa có là sao mà đi tốt được. Ừ. Ô, bây giờ thì cái điều kiện của mình á là sao? Được không? Công việc ổn định về kinh tế không? Hay là nhà cửa rồi như thế nào? Thì bố mẹ đi ở với bố mẹ nghe cửa đi thì cũng bình thường, về đây có gì đâu chị. Ờ, thì đang ở với bố mẹ, lương của mình mỗi tháng thì bao nhiêu? Lương thì dài thì tùy, rất theo thu nhập, tới đầu người đầu xe chị ơi, đầu người đầu khách Ừ. đây. Thì dự định tương lai mình cũng chạy xe luôn hay là mình có cái kế hoạch khác không? Họ chứ tương lai, tại mình có điều kiện có tương lai nó lớn hơn nhiều, ý nghĩ lớn hơn nhiều có chứ, chứ đâu phải cái theo cái làm cái này đi mãi tìm con đường Ờ. này. Cái này Nhưng mà chị mình dự định làm gì á, mình dự định làm gì rồi á? mình dự định thì có tiền mới làm ý chị, bây giờ có tiền sau làm là miếng gì lớn được.
Không thì cái dự định gần nhất là làm sao để có tiền thì mới làm được cái khác đó. Là mình làm gì? Nếu mà có tiền thì mình sẽ mở đời chứ, mở làm công ty chứ, làm công ty. Rồi bây giờ làm gì để có tiền ấy? Hay là cứ Chắc... làm đều đều như vậy thôi thì tiền nó như vậy rồi lúc lúc lên lúc xuống thì sao ổn định, sao nuôi vợ hay là chăm con con? người may con vừa người chứ gì, cơ duyên bây giờ làm sao để muốn muốn có thì chắc phải để cái từ từ cái tính từ cơ duyên nó có nguồn cái sao mà cái nguồn đấy làm sao nó trên giờ rơi xuống Rồi ok. Rồi được. nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại rồi mình trao đổi thêm nha với biên tập nha. Rồi Dạ cảm ơn Thế Anh nhiều ha. cảm ơn chị. Rồi xin chào. Chào chị.